Hồng Diễm đang đảm nhận vai chính, luật sư Trần Anh Phương. Nhan sắc, tài năng diễn xuất cùng kinh nghiệm của cô luôn bảo chứng cho độ hot của dự án phim mà cô tham gia. Tuy nhiên, vai Phương của Hồng Diễm sau sóng gió ập tới trong suốt những tập gần đây, cô hiếm khi cười. Thần thái của một người mẹ, một nữ luật sư luôn thể hiện sự mạnh mẽ nhưng cũng không thể giấu được những nỗi đau chất chứa trong lòng. Khác xa với nhân vật Phương trong bộ phim đang phát sóng, Hồng Diễm vừa tung bộ ảnh với tông vàng đầy dịu dàng, nữ tính của mùa thu. Khán giả một lần nữa bị chinh phục bởi nhan sắc hàng đầu của màn ảnh nhỏ trong những năm gần đây. Trong bộ ảnh, Hồng Diễm khoe nụ cười rạng rỡ đủ làm tan chảy bao trái tim người hâm mộ. Trước đó, Hồng Diễm chia sẻ bức ảnh với tạo hình mới lạ. Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân, thỉnh thoảng diễn thay đổi hình tượng một chút cho đỡ nhàm chán thôi ạ, mong là vẫn được mọi người yêu thương. Trong thời gian gần đây, cùng với tham gia đóng phim truyền hình, Hồng Diễm xuất hiện khá thường xuyên trong một số sự kiện. Cô cũng là gương mặt được các nhà thiết kế thời trang chú ý khi tổ chức các show diễn thời trang. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.